Hello, xin chào mọi người. Nhân chuyến hành trình trải nghiệm mẫu xe điện VinFast E34 trong suốt hành trình dài gần 1.000 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh đến Buôn Ma Thuột và trở về thành phố Hồ Chí Minh, thì mình cũng xin chia sẻ một người bạn đồng hành, đó là Việt Map Life. Tốc độ giới hạn tiếp theo 60 km/h. Bạn đang vượt quá giới hạn tốc độ, sắp đến khu vực cấm vượt. Chúc mừng Việt Map, sau gần 14 năm mình đã có mặt trên Apple Store. Apple Store được giới thiệu vào năm 2008, và sau 14 năm đã có hơn 3,6 triệu ứng dụng. Việt Map Live là một trong những ứng dụng dẫn đường rất là dễ dàng. Mọi người vào cái Apple Store, mọi người search Việt Map Live. Đó là mọi người sẽ thấy một cái ứng dụng trên đây, Việt Map Live. Thì mình đã cài đặt rồi thì mình chỉ mở thôi. Các bạn cài đặt để sử dụng Việt Map Live thì các bạn phải kết nối với một cái hub của Việt Map luôn, có tầm 2,3 triệu. Nhưng mà hy vọng trong tương lai khi chúng ta có một cái gói mua sản phẩm, chúng ta không cần sử dụng cái hub nữa mà chúng ta vẫn sử dụng trên điện thoại. Đây là ứng dụng trên điện thoại Việt Map Live. Đó, mọi người thấy rồi đấy. Rồi, đây là cái iPad. Các bạn có thể nâng cấp lên mẫu xe điện E34, nâng cấp lên Pro Max 11.9 inch. Ok, nó vui mọi người nha. Rồi, lý do tại sao mình phải sử dụng cái Việt Map Live để dẫn đường cho mình, bởi vì trên mẫu xe điện E34 cũng có bản đồ, nhưng mà bản đồ lại trống trơn, không sử dụng được. Mà bạn biết rồi đó, các bạn đi hành trình du lịch mà các bạn không có cái ứng dụng bản đồ, các bạn sẽ rất khó để mà đi đúng tuyến đường. Rồi, mình sẽ để vô đây. Wow, rất là gọn luôn. Bụp xong. Đó, đây là hai màn hình luôn. Rồi, mình sẽ mở rộng màn hình cho mọi người theo dõi nha. Đấy, cái hay của hệ thống Việt Map khác với Google Map, và có thể nếu mà Việt Map Lite được phát triển lên, người dùng Việt Nam có thể sử dụng còn nhiều hơn là Google Map. Bởi vì sao? Bởi vì cái ưu thế của hệ thống dẫn đường Việt Map có những tính năng rất là hay mà Google Map không có, đó là cảnh báo giao thông. Và hiện nay có rất là nhiều người đang sử dụng tất cả các sản phẩm liên quan đến Việt Map bởi vì tích hợp được cái hệ thống cảnh báo giao thông. Thì hệ thống cảnh báo giao thông bao gồm những gì? Đó là hệ thống sẽ cảnh báo khi mình đi quá tốc độ, và hệ thống sẽ thông báo tốc độ giới hạn tiếp theo, tốc độ giới hạn hiện tại, và giọng nói dẫn đường, và cảnh báo khi chúng ta đi vào khu dân cư, chúng ta ra khỏi khu dân cư, và cảnh báo những camera phạt nguội phía trước, và theo đó là những cái camera theo dõi vượt đèn đỏ và camera theo dõi tốc độ, và có cảnh báo những đoạn đường cấm vượt, và đặc biệt là ra khỏi cấm vượt. Tại sao mình cần những cái thông tin này? Ví dụ chúng ta đang đi trên đường thì chúng ta lập trình 200m nữa cảnh báo mình nếu có cấm vượt và kết thúc cấm vượt, thì chúng ta sẽ chủ động, chúng ta lái xe an toàn hơn. Và khi chúng ta muốn đang vượt mặt của xe đó thì hệ thống cảnh báo là cấm vượt phía trước, chúng ta sẽ không vượt, chúng ta sẽ chờ đến khi mà biển báo giới hạn kết thúc. Ngoài ra, hệ thống còn cảnh báo là trạm thu phí phía trước, đường hầm phía trước giao nhau với đường sắt và trạm dừng, và đặc biệt là các trạm dừng cao tốc hoặc là các trạm dừng nghỉ trên đường đều có tích hợp Việt Map luôn. Và thêm nữa là khi chúng ta xem những camera giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, khi chúng ta sẽ thấy được hình ảnh trực tuyến luôn, những hình ảnh được truyền dữ liệu từ camera giao thông đến hệ thống Việt Map Live. Cái khác biệt của Việt Map Live so với các hệ thống dẫn đường như là S2 hiện nay, đó là khi chúng ta sử dụng Việt Map S2 thì chúng ta cần phải 3 tháng hay 6 tháng chúng ta cập nhật lại bản đồ mới. Thì đối với Việt Map Live thì toàn bộ dữ liệu sẽ trực tuyến trên hệ thống của Việt Map, và chúng ta sẽ an tâm, bản đồ sẽ cập nhật thường xuyên. Chúng ta có một cái tính năng là sử dụng nói để cho an toàn. Bây giờ chúng ta ấn vô đây. Vui lòng dẫn đường về Lotte Mart quận 7. Rất là chính xác.
hệ thống sẽ tự động tính toán là chúng ta sẽ mất thời gian bao lâu để dừng đường. Ok, bằng giọng nói. Rồi mình thoát qua nha. Ok. Đi 300 mét nữa thì rẽ phải, tính toán lại tuyến đường. Và một cái điểm hay nữa là sau này khi chúng ta đi trên đường, nó có một cái phần ứng dụng để chia sẻ thông tin cộng đồng và báo lỗi giao thông. Có nghĩa là khi chúng ta đi đường, chúng ta gặp tình trạng kẹt xe, chúng ta click vô một cái thì những người đang sử dụng hệ thống VietMap cũng sẽ nhận được thông báo là tuyến đường đó có kẹt xe hoặc là đang có tai nạn. Đặc biệt là khi chúng ta đang đi tuyến đường VietMap đang cho 80 nhưng mà cái biển giao thông thay đổi, thì chúng ta có thể là giúp cho cộng đồng bằng cách chúng ta chọn tốc độ không đúng hiện nay, hoặc là con đường đang ngập, chúng ta có thể chọn con đường đang ngập để giúp cho những cái người sử dụng VietMap sẽ đi qua con đường đó và biết được là con đường ngập sắp tới. Rất là nhiều cái thông tin chia sẻ, chúng ta cần một click thôi, chia sẻ về kẹt xe, chia sẻ về tai nạn, chia sẻ về sai tốc độ giới hạn, chia sẻ về con đường hiện giờ tình trạng đường ngập, chia sẻ về mối nguy hiểm hay những con đường đang gặp có sự cố gì đó, hoặc là chia sẻ về thiếu camera phạt nguội. Ví dụ là chúng ta đi đường chúng ta thấy camera phạt nguội mà không có, chúng ta có thể chia sẻ cộng đồng về cái những điểm thiếu camera phạt nguội. Ngoài ra nó có quá nhiều những cái cảnh báo giao thông thì chúng ta có thể tùy chỉnh, chọn hoặc là tắt. Ví dụ chúng ta có thể, đây là cái chức năng là cảnh báo quá tốc độ, con đường đang cho phép đi là 80 nhưng mà vô tình chúng ta đi là trên 80 thì hệ thống sẽ cảnh báo là chúng ta đang đi quá tốc độ để giúp chúng ta giảm tốc độ lại. Và ngoài ra chúng ta có thể chọn cảnh báo tốc độ giới hạn tiếp theo, ví dụ là 40, 50, 60, 70, 80, chúng ta có thể điều chỉnh chọn luôn. Vào khu dân cư, hệ thống sẽ báo chúng ta là khu dân cư sắp tới, ra khu dân cư, camera phạt nguội, hoặc phía dưới đây luôn. Và nếu chúng ta đang đi xe mà chúng ta đang có một cái gì đó chúng ta không muốn hệ thống cảnh báo, có thể là quá ồn ào đi, chúng ta có thể chọn chức năng tắt tiếng thì hệ thống sẽ không cảnh báo nữa. Cái mình thích nhất là cái hiển thị camera giao thông, ứng dụng rất là hay. Chúng ta lập trình thì chúng ta sẽ biết được cái đoạn đường chúng ta khởi hành và đã được kết thúc, thì chúng ta nhìn cái hình, cái icon xe, chúng ta sẽ biết được chúng ta đã đi được bao nhiêu phần trăm đoạn đường. Như mọi người đều biết là ngoài ứng dụng dẫn đường thì VietMap, chúng ta đi trong thành phố chúng ta sẽ biết được rất là nhiều thông tin xung quanh mình bằng những cái tòa nhà, ví dụ như tòa nhà Landmark 81 hay những tòa nhà Petco hay những tòa nhà chung cư hay những cái siêu thị thì đều sẽ hiển thị trên cung đường bằng cái hình ảnh 3D rất là đẹp và trực quan, giúp cho chúng ta vừa đi đường chúng ta có thể nắm được những cái thông tin đang liên quan trên cung đường chúng ta đi. Và trong những cái tiện ích của hệ thống dẫn đường VietMap là chúng ta chọn, với chúng ta xe chúng ta sắp hết xăng, chúng ta chọn trạm xăng, chúng ta có thể chọn được là ở cây xăng phía trước đang bao nhiêu gần nhất. Và hay nhất, chúng ta có được quyền chọn lựa là cây xăng Petrolimex chính hãng nè, Petrolimex nhận quyền nè, rồi trạm xăng khác. Một số người ta quen sử dụng cây xăng Petrolimex thì chúng ta chỉ nên chọn những cây xăng Petrolimex và hệ thống sẽ chủ động dẫn đường chúng ta đến những cây xăng Petrolimex chính hãng. Ngoài ra, chúng ta muốn tìm kiếm bãi đậu xe ô tô, ví dụ các bạn đi ở tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, các bạn hãy chọn vô bãi đậu xe ô tô thì hệ thống sẽ liệt kê tất cả bãi giữ xe ô tô phía trước. Rồi, và một tính năng khác là sao chúng ta dơ quá sao bây giờ, chúng ta có thể chọn lựa là chỗ rửa xe ô tô thì hệ thống sẽ liệt kê tất cả những địa điểm rửa xe ô tô gần nhất. Trong tương lai khi có nhiều trạm sạc xe điện, không những của VinFast và có thể những cái hãng khác như là Mercedes rồi Audi hoặc là Porsche đang phát triển, thì VietMap có thể sẽ tích hợp những địa điểm sạc xe điện cho các bạn luôn. Và mình được biết thông tin là VietMap cũng đang có kế hoạch là sẽ tích hợp tất cả các địa điểm mà có trạm xe điện trên ứng dụng bản đồ VietMap Line. Ngoài tính năng tìm kiếm và địa chỉ thì rất là đơn giản nhiều so với đợt trước. Chúng ta có thể dùng bằng giọng nói, chúng ta có thể là nhập những cái từ khóa trên đây. Ví dụ chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đến tòa nhà OK Sài Gòn Center hoặc là đó, hệ thống sẽ hiển thị là Sài Gòn Center, đường, địa chỉ, bụp, và chúng ta sẽ dẫn đường đến rất là đơn giản và rất là nhạy. Đi 300 mét nữa thì rẽ phải. Rồi, hệ thống cũng giống như là Google Maps sẽ hướng dẫn cho chúng ta là đoạn đường còn bao xa, tổng thời gian sẽ mất bao lâu và thời gian dự kiến chúng ta đến cái địa điểm ta cần chọn.
Và mình hy vọng trong tương lai Việt Map sẽ triển khai thêm một số những cái cộng đồng sử dụng hội nhóm trên cái Việt Map Line. Ví dụ là cái hội nhóm Post Club đi chơi tầm 10-20 xe, thì khi chúng ta lập trình hội nhóm đó, chúng ta sẽ biết được tất cả các xe của thành viên đang ở vị trí nào trong cái nhóm đó mà cùng sử dụng Việt Map, để chúng ta có thể chọn lựa được. Chúng ta có thể là nắm bắt được tất cả xe thành viên đang đi trong hành trình, và chúng ta khi thành viên có sự hỗ trợ thì chúng ta biết được là xe A, xe B, xe C nằm ở vị trí nào, giúp cho chuyến hành trình chúng ta an toàn hơn và thú vị hơn. Và một cái điểm mình xin góp ý Việt Map là cũng nên tích hợp những cái tính năng giống như là đàm thoại cùng hội nhóm. Thì khi đi trên đường thì tất cả hội nhóm chúng ta cần sử dụng là cái bộ đàm, thì nhờ cái tính năng mà có cái đàm thoại trên hội nhóm thì tương lai thì sẽ không có ai xài bộ đàm, và mọi thứ hội nhóm sử dụng sẽ sử dụng trên cái tính năng nhóm trên hệ thống Việt Map Line. Đây là những cái chia sẻ của mình về hệ thống Việt Map Line đến mọi người, và hy vọng trong tương lai cộng đồng sử dụng Việt Map Line càng nhiều và chúng ta sẽ tạo một cái cộng đồng rất là vững mạnh trên cái Việt Map Line. Chúng ta có thể chia sẻ những đoạn đường, chia sẻ những cảnh báo, và các bạn có thể nhìn thấy mình, tên mình trên cái hệ thống Việt Map Line để có thể là gặp nhau trên đường. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Phía trước có khu dân cư, vào bùng binh và đi theo lối ra thứ 2.